Phong trào của chiến binh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau giảm nghèo trong hội cựu chiến binh đã khơi gợi ý chí phấn đấu lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, giúp các hội viên vươn lên thoát nghèo. Qua đó cũng góp phần cho tinh thần đồng đội giúp nhau trong hội viên được đẩy mạnh. Năm 2022, Hội cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng phấn đấu đạt được hai mục tiêu: xóa nhà ở dột nát tạm bợ trong hội viên và xóa hội viên nghèo. Với hai mục tiêu đặt ra, Hội cựu chiến binh huyện, thị xã, thành phố phấn đấu có ít nhất từ 1 đến 2 tổ chức cơ sở hội không còn hội viên nghèo. Chính vì vậy, từng chi hội đã thực hiện nhiều giải pháp phù hợp để hội viên vươn lên bằng cách tận dụng triệt để những điều kiện sẵn có để tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ đó, nhiều mô hình thoát nghèo tiêu biểu, nhiều gương sáng cựu chiến binh vượt khó đang được nhân rộng trong cộng đồng. Thì mình trước đây là cũng dân trong kháng chiến mà. Thì cái cực, cái khổ này nọ mình cũng thấy hết rồi. Thì bây giờ thì mặc dầu thời bình, nhưng mình cũng phải có cái kế hoạch gì đó để mà đem thu nhập lại trước mắt là cho gia đình, rồi sau phục vụ xã hội, rồi cái trái, cái này, cái nọ, bán buôn đồ này nọ. Hùng vốn tương trợ là một kênh trợ vốn rất hiệu quả để từng chi hội, tổ hội hỗ trợ các mô hình sản xuất. Hiện tổng nguồn vốn của Hội cựu chiến binh toàn tỉnh trên 17 tỷ đồng. Tính bình quân mỗi hội viên đóng góp gần 1 triệu đồng vào nguồn quỹ này. Chi hội ấp xóm Chòi, xã Kế An chỉ có 22 hội viên với quỹ hùng vốn gần 100 triệu đồng. Nhờ các nguồn vốn này đã giúp hội viên chi hội phát triển đa dạng các mô hình sản xuất, qua đó xóa nghèo rất hiệu quả. Trang trải cho hội viên nào mà khó khăn nhất, mình giải quyết trước. Có hội viên người ta làm kinh tế, ví dụ như cải tạo vườn hoặc mua bán thì giải quyết là một năm. Còn nếu hội viên nào mà chăn nuôi nhỏ lẻ thì 6 tháng. Thì từ chỗ đó trong chi hội hiện nay thoát nghèo rất là nhiều. Ở chi hội ấp Kinh Ngay, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, mỗi hội viên góp quỹ 500.000 đồng để thực hiện phát triển sản xuất quanh nhà, tận dụng ao mương vườn nuôi ếch, chăn nuôi gà, vịt, tăng thêm nguồn thu nhập, nên hội viên rất phấn khởi khi tinh thần tương trợ đã giúp đồng đội vượt qua khó khăn. Nguồn quỹ này chỉ ưu tiên hỗ trợ ngắn hạn để phát triển chăn nuôi, nhờ vậy mà hơn 40 hội viên trong chi hội ấp Kinh Ngay đã không còn hội viên nghèo, cận nghèo. Chúng tôi phát động cái phong trào, cái nhất là tự hùng vốn với nhau để cho anh em mượn xây dòng để làm phát triển kinh tế gia đình. Rồi riêng một cái mô hình nữa là chúng tôi hùng vốn là coi như mỗi một đồng chí là 500 ngàn là riêng để cho phát triển là trong vòng 6 tháng là lưng phiện chuyển cũng như trong cái phần hội vậy đó. 6 tháng rồi thì giao lại cho là cái đồng chí khác để làm sao mà phát triển cái giống nhất là trồng của chăn nuôi. Đó, cái giống là chỉ chăn nuôi thôi. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo là kinh tế giỏi trở thành một cái phong trào thường xuyên liên tục trong mọi cái hoạt động của cựu chiến binh ở các cấp, tận dụng mọi cái nguồn lực. Nguồn lực ở đây đó là nguồn lực của bản thân, nguồn lực của tổ chức hội vận động được, rồi nguồn lực nó quy động của nhà nước, thì chúng tôi sẽ phấn đấu xóa nghèo trong cuộc chiến binh. Phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, những người lính Cụ Hồ đã cụ thể hóa phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, tìm mọi biện pháp giúp đồng đội thoát nghèo, nâng cao mức sống. Năm 2022, Hội cựu chiến binh tỉnh Sóc Trăng đã đạt được mục tiêu xóa nhà tạm cho hội viên, còn mục tiêu xóa 220 hội viên nghèo sẽ phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay.